Góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, các tầng lớp nhân dân thành phố Đà Nẵng đặc biệt quan tâm đến vấn đề phát triển kinh tế xã hội và công tác nhân sự trong nhiệm kỳ đến. Sau đây là một số ý kiến đề đạt của người dân Đà Nẵng. Trong cái phần đánh giá thì tôi thấy rằng là có những cái việc mà cần phải nhấn mạnh thêm. Đấy, một là vấn đề phát triển kinh tế. Trong cái nhiệm kỳ này á thì có thể nói rằng là phát triển kinh tế của chúng ta rất là tốt. Cái hoạt động của bộ máy nhà nước, mà cụ thể là chính phủ và chính quyền các cấp, hoạt động tương đối đồng bộ, nhịp nhàng, mạnh mẽ. Cái vấn đề thứ hai trong lãnh đạo của cái nhiệm kỳ qua có thể nói đánh giá là vấn đề chống tham nhũng một cách mạnh mẽ, hiệu quả. Đấy, mà tôi chưa thấy rằng là có một cái đại hội nào mà chúng ta làm mà nó mạnh mẽ và nó hiệu quả như vậy. Mà tôi thấy là chính cái điều đó nó đã làm cho cái lòng tin của nhân dân ngày càng được nâng cao. Vấn đề mấu chốt của đại hội lần thứ 13 của Đảng chúng ta là xây dựng cái đội ngũ ban chấp hành trung ương yêu cầu là đòi hỏi cán bộ của chúng ta là phải có tinh thần đoàn kết cao này, có năng lực, có trách nhiệm và vì nhân dân mà phục vụ. Thì tôi thấy rằng cái đó nếu như đội ngũ ban chấp hành trung ương khóa 13 sắp tới, thì nếu chúng ta mà thực hiện được điều đó thì tôi tin tưởng rằng là sẽ đưa đất nước chúng ta tiến lên và phát triển.